Chào tất cả bạn, mình cập nhật hoa vải Thanh Hà, quả vải Thanh Hà. Thế cái vườn quả hoa quả của mình, các bạn theo dõi kênh của mình đều thì mình quay vải của mình rất là đẹp, mọi lần trước rất là đẹp nhưng đến hiện tại đến giờ thì rụng hết rồi, nó tháo hết, gần như là không còn gì luôn. Trước đây bông rất tròn chỉnh, rất là đẹp. Đây là cái cây này là lớp hoa lở ra hoa trước nhưng lại lở sau, và đến giờ thì nó tháo gần như là đấy. Bây giờ còn những quả nào còn lại thì mới ở đây, còn những cái bông, rất nhiều bông trước đây rất đẹp mà giờ không còn gì luôn. Mình tưởng là tháo hết sạch cơ, nói chốt lại đến cuối là cũng còn, nhưng mà mỗi chùm trước đây hàng mấy chục quả nhưng đến giờ nó chỉ còn lại 1 đến 2 quả thôi. Ruộng rơi không hết. Những cái lớp hoa ra sau lở trước thì lại được. Đây mình ví dụ như cây này lớp hoa nó ra sau một chút mà nó, nhưng mà lại lở trước thì rất là đẹp. Lớp lớp hoa ra trước lở sau thì đây, những cái quả giờ vẫn còn bé tí như này và nó sẽ đã tháo hết luôn. Nó không còn ở trên cây nữa. Nó lọc gần như là 95% luôn. Cái chùm hoa ra sau. Nghĩa là nở muộn quá, sau quá nó không thành. Những cây này đợt rồi hoa rất là đẹp. Vậy mà đến giờ phút này những cây này coi như không ăn thua. Những cây này đến rồi đến giờ mà chăm sóc phun thuốc còn chán luôn bạn ạ. Đây. Ít ra nó phải như những cây này. Quá tệ. Gọi là những bông nào là sớm một chút thì còn ổn. Đây, ui. Dạo trước cây, cái cây này nó đẹp thế mà đến giờ phút này quả kia như kia là không tính rồi nhá. Những cái quả bé tí còn bằng hạt đậu xanh như đậu trên cây là coi như rụng hết. Chỉ những cái quả to như này thì mới ở thôi. Đấy. Vậy như là vườn mình ra hoa gần như là 95%, hoa chùm hoa rất là đẹp. Nhưng đến giờ thu quả thì nó chỉ còn lại khoảng vườn này nó chỉ còn 50-50 thôi các bạn ạ. Những ai cái loại lớp hoa ra sau nhưng mà lở trước thì mới là đẹp. Đây là điển hình những cây này ra sau lở trước này. Ít ra nó như này này. Đấy. Còn cái lớp này nữa, lớp này rụng. Cái lớp này là muộn này. Muộn quá không ở. Những cái quả bé tí này sao tháo hết các bạn ạ. Hôm nay khó làm ăn. Thật, chán thật. Bao nhiêu công chăm sóc. Làm được ra hoa đẹp nhưng mà nào đến quả có đẹp không nó mới là quan trọng. Đến lúc quả mà làm được đẹp rồi, khó khăn rồi. Lúc bán không, dễ bán không. Như vậy là mình Thanh Hà, theo mình dự đoán là nếu mà Thanh Hà cái đà này đến lúc giá cả là cũng không 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 sợ. Tại vì nhà thấy rất nhiều nhà, nhiều nơi kêu là bị tháo rụng hết. Như vậy thì thôi, ít thì dễ bán, được giá. Còn hơn là ra sai ra đẹp nhà ai cũng được mùa, 100% đến lúc này bán khó. Đây cây này ui ui, phải nói là cái cây này mấy hôm trước chỉ còn 3 hôm trước thôi, cái hoa thì những quả con này không thể chê được, nhưng giờ rụng hết luôn. Những cái quả bây giờ còn bé con nhưng rụng hết, cây tàn này. Trước ai mà hoa nhà mình vườn, những người đi lên vườn mình thăm mà hoa quả rất là đẹp luôn.
nhưng bây giờ không còn gì, rụng hết luôn. Nó tháo rất nhanh. Ăn nhau ở lớp hoa nữa các bạn ạ. Đây này. Cây này gần như là không ăn thua. Những cây quả như này thì còn được. Rụng dưới gốc xanh nha các bạn. Rụng dưới gốc xanh luôn. Không thể ngờ là rụng ác như vậy. Không phải học riêng nhà mình đâu các bạn ạ. Nhà nào cũng vậy. Đây ví dụ nhà bên này cũng vậy. Không còn lại bao nhiêu quả nó rụng. Nhà hoa là nhà hàng lớp hoa dài cũng thế. Nhưng mà nói chung là nếu mà cây như cây này nó vẫn còn để lại quả. Như lớp hoa ra lớp hoa ngắn ngắn của nhà mình. Đặc biệt cái cây gần bảy nhà mình xem. Cái cây này toàn lớp hoa lớp quả sau ra muộn quá, dọn bé tí này thì chỉ cần sờ đến là rụng hết luôn này. Đấy, các bạn không nhận không? Đây. Nó rụng chỉ cần động nhẹ nó tháo khớp như thế này luôn. Mình có bạn bình luận mà bạn vứt rung đi làm gì nó phí, kể cả không rung nó chỉ cần gió nó cũng rụng hết nhé các bạn nhé. Đây mình chỉ chạm nhẹ thôi, mình chưa động mạnh. Bây giờ rung đi, còn quả nào ở thì bây giờ nó mới là của nó này. Quả nào ở lại thì mới tồn tại được. Đấy. Đến giờ phút này ấy, mà rung đi mà ở lại mới tồn tại. Cái cây gần bé này lúc hoa ra, lúc hoa ra ấy, đang hoa ấy, mình quay các bạn nhìn ai cũng bảo hoa rất là đẹp, tuyệt vời luôn đấy. Đến bây giờ thì không tính đâu. Ví dụ như những cái cành này nhé. Những cái cành này thì sẽ rụng hết. Riêng cái cành này sẽ không có quả. Đó. Như cái gai nhọn hoắt lên ấy là không tới nhỏ. Đấy. Mới đầu tưởng là đẹp với bẻ những cái loại như lúc nó ra hoa mà bẻ thì quả thu quả thì nhanh nhá. Chùm chùm như thế mà nếu thế thì vườn mình sẽ đạt, khá là đạt. Nếu mà đọc cái lớp hoa như cây này thì sẽ rất là đạt, nhưng mà nhiều lớp hoa có cùng một vườn của mình thôi, nhưng mà quá nhiều lớp hoa không đạt. Thăm hết lại tất cả, chỉ cách đây 4 ngày ấy, nhưng mà quả nó lớn nhanh cực kỳ luôn. Hôm mình phun lúc sâu là hôm 23. Hôm nay 26, 3 ngày. 3 ngày trước quả như thế này luôn. Nhưng đến 3 ngày sau nó khác. Đến chỉ cần đúng 3 ngày sau như hiện tại như bây giờ. Từ lúc mình phun đến hôm nay lên. Cây nào còn quả thì sẽ khác. Cây này cũng lớp hoa sau được từng cành thôi. Những cái cành trên, ví dụ như cái cành trên đỉnh kia thì không tính, không có quả luôn. Rất kém. Ôi giời ơi. Những cái cành mình chiết ấy, quả lại ở. Ví dụ như cành này. Cành mình chiết quả, ui, bục cả túi ra. Bạn thấy không? Cành mình chiết này quả lại to mà rất là đẹp luôn, không hiểu kiểu gì luôn. Đây, cái cành chiết kia và quay lên quả kia, to chùm lại đẹp đấy. À. Thế mới đẳng cấp chứ đấy. Đây cây này.
Càng những cành như này thì chả được quả nào luôn các bạn ạ. Rụng hết rồi. Chốt lại là ăn nhau cũng ở lớp hoa nữa các bạn ạ. Không phải lúc đầu cứ nhìn thấy hoa ra đẹp ra sớm là bảo là ok đâu. Chưa ok nhé. Như cây này hoa quá dài luôn. Hoa quá dài luôn, một gang, hai gang. Nhưng mà có được quả nào đâu. Cái này còn tính gì nữa. Rụng hết, tháo khớp hết. Còn cái này một dạo nữa, mấy hôm, hai hôm nữa cũng tháo. Sạch luôn, chuẩn bị lên họp nha. Mình làm video đây cho các bạn nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ kênh, chia sẻ cho mình kinh nghiệm làm vườn nữa nha. Cùng nhau chia sẻ các cái kinh nghiệm để cùng nhau làm cho đạt hiệu quả. Chào các bạn, chúc các bạn thành công.